Kính thưa quý vị, cây có gốc, nước có nguồn, nhờ có gốc bền rễ sâu mà cây mới tươi cành xanh lá, nhờ có nguồn trong mát dạt dào, sông suối mới không bao giờ vơi cạn. Con người cũng vậy, phải có tổ tiên, ông bà mới có cha mẹ, rồi đến con cháu. Vậy nên chúng ta phải luôn ghi nhớ câu nói từ ngàn xưa: con người có tổ có tông, như cây có cội, như sông có nguồn. Thấm nhuần truyền thống đạo lý tốt đẹp của dân tộc ta, các thế hệ con cháu đã luôn hướng về cội nguồn, nhớ về nơi quê cha, đất tổ, gắn bó với ngọn nguồn của dòng tộc và lấy việc tôn kính tổ tiên làm quý trọng. Bởi lẽ công đức tổ tôn nghìn năm thình, hiếu hiền con cháu vạn đời vinh. Ngẫm trần hoàng trăm họ gian lao, nhớ câu bạch điều quý sao. Trong công đức tu tinh thần vằng ngày vặc thu nhớ câu bằng nhớ.
Đức sáng rọi sơn hà tầm tu, Đức sáng cùng vũ trụ bao la đuốc thiêng, sáng rọi lòng ta. Xa thảo tường quả dưng
mà ứng đạo rước lên nay trời tây trúc tòa sen rừng xiêm trắng sáng về miền dương gian. Dòng họ gần xa nơi ăn trốn ở trong nhà suy thời phù hộ thịnh đà mừng vui thiết tứ nhang khấn nguyện tại ta có ở tại lòng ta không nghi mà cũng có ấy là phép thân. Dục bao lần phù tán nước bể đông với cạn có ai hay có thì có tự mày may không thì cả thế gian này cũng không. Kính dâng dại bày mấy khúc ca văn nguyện xin Phật thành xa tiên hồ chi. Bao thăng trầm
năm dài gian khó tâm khổ tâm, vì con sống vì con, khổ cực lầm than vẫn vì con, vẫn không sơn lòng tự mình kiên quyết, quyết tâm vượt mọi gian khó, nuôi nâng đàn con hiền ngoan, sống khôn ngoan tài giỏi nên người. Tổ tiên xưa sống bao năm dài, đói nghèo cơm thiếu canh chẳng ngon, mà vui với đàn con. Tuổi cực lầm than vẫn bền gan, vẫn nuôi con mình. Vợ chồng nó đói, đói nó chịu đựng năm tháng, vui sống dựng xây đời sau, hết nỗi đau cực khổ năm dài. Tổ tiên xưa sống trong đói nghèo, đói nghèo nhưng vẫn vui cùng nhau, lòng kiên quyết vì con, dù bụng chẳng no vẫn nhường cơm cháo cho con đàn, cùng đàn con cháu sống vui ruộng đồng cày cấy, con cháu đẹp xinh hiền ngoan, biết lo toàn việc nghĩa cho đời.
tổ tiên xưa đã sản sinh, sinh ra con cháu lập gia đình nơi đây. Cháu dựng xây xóm làng phúc hồng, rồi lại giỏi giang cho nên dòng dõi ngày càng lớn đông. Tiên tiên tổ phúc hồng, đào kênh đưa nước dòng sông về nhà tổ tiên, tình nghĩa bao la trời cho con cháu đầy nhà đầy sân. Để cho con cháu vinh thần nối dòng, tổ tiên tiên tổ cầu mong có đông con cháu thì lòng mới vui, cháu con nay sống ngọt bùi, cháu con nay được đầy lũi nỗi sầu. Cháu con tình nghĩa khắc sâu, nay về đoàn kết cúi đầu dâng hương. Cháu con ơn nhớ tông đường, nhớ ơn dòng tộc họ đương, xóm làng cháu con dâng lễ hoa nhang, dâng lời cung kính dịu dàng từ cháu con kính lễ vong hồn tại nơi thờ xóm thôn quê nhà, con mời tiên tổ họ ta, con nhi mời cụ kỵ ông bà hiền linh về đây với đại gia đình, cháu con các cụ sản sinh sinh thành. Con xin như các cụ ở trời xanh chứng lòng con cháu hiền.
hiền lành, nết na chứng tâm, trai gái trẻ già vui cùng dấu rể, đừng ra đạp đền. Dẫu dề đừng ra đáp đền độ cho con cháu tiến lên mạnh giàu mạnh khỏe vững bền tương lai, độ cho con cháu tiến lên mạnh giàu mạnh khỏe. Vững bền tương quá.
tướng trang nghiêm thiên xích tử kim dung từ phong hào hào tường bân nhiễu phong phu quỳ vì thủy vi nụ đao quặng tây can thân lễ thịnh giáng lâm đông độ giáng vô cùng thích ca màu ni phật đại thánh tam giới sư như lai tại Tân Từ Lường Sở.
kiến lễ, nhập trạch an cư, tôn lưu hương phúc tự, điền hoàn địa mạch các vị phủ á chấn, cầu cho toàn chư gia chư nhân, nguyễn na đức tu tập, bản mệnh đi ngang thân cung chán kiện cung tử chú phương công tác học tập tiến bộ thương mại hay không, công danh thành đạt lộc tài vượng thiên gia đình hạnh phúc. Hà nhất duyên tuân hành hoa pháp tuyên siêu nghi văn cầu gia luôn bản mệnh mình ngã sự cung thương chi trần duyệt nhân vân nhất triện liệu những thập phương giấy như nương chân ngôn cẩn đương trị tung. Hiệp đồng gia quên đảng, kim mã kim thần tín chủ nguyện gia thị vân trung tử phạm hoàn triệu việt việt đà hằng phạm mà thị hoài hương phạm mà thị hoa nguyễn gia hoàng hải nguyễn gia quốc thanh phạm mà quang anh phạm ngọc bảo yên nguyễn gia hà linh Nguyễn Na Phương Linh, Trần Ngọc Vinh Đức, Trần Ngọc Vinh Châu, Hiệp đồng gia quên đảng. Việc hầu tiên tổ vụng về xưa nay, mời vong về tại nơi này, cháu con đoàn kết khoanh tay cúi chào. Mời vong hồn ở trên cao xuống nơi hạ giới bay vào lỗ mời vong hồn ở thiên đàng ở nơi cõi Phật cao sang trên trời cháu con sống ở khắp nơi nay về hội tụ cất lời thiết tha mời vong tiên tổ về nhà cháu con đoàn kết làm ra thờ con cầu con ước con mơ tiên nội ngoại cho nhờ hồn
chum khế ngọt cho con trèo hai mỗi ngày. Quê hương là đường đi học, con về giờ bươm vàng bay. Quê hương là con diều biếc, tuổi thơ con tha trên đồng. Quê hương là con đò nhỏ, êm đềm khua nước ven sông. Quê hương là câu tre nhỏ, mẹ về non lá nghiêng tre. Quê hương là đêm trăng tỏ, hoa câu rụng trăng ngoài thềm. Quê hương mỗi người chỉ một, như là chỉ một mẹ thôi. Quê hương nếu ai không nhớ, sẽ không lớn nổi thành người. Cho con trèo hai mỗi ngày. Quê hương là đường đi học, con về dập bươm vàng bay. Quê hương là con diều biếc, tuổi thơ con tha trên đồng. Quê hương là con đò nhỏ, êm đềm khua nước ven sông. Quê hương là câu tre nhỏ, mẹ về non lá nghiêng tre. Quê hương là đêm trăng tỏ, hoa câu rụng trắng ngoài thềm. Quê hương mỗi người chỉ một, như là chỉ một mẹ thôi. Quê hương nếu ai không nhớ, sẽ không lớn nổi thành người. Quê hương là câu tre nhỏ, mẹ về non lá nghiêng tre. Quê hương là đêm trăng tỏ, hoa câu rụng trắng ngoài thềm. Quê hương mỗi người chỉ một, như là chỉ một mẹ thôi. Quê hương nếu ai không nhớ, sẽ không lớn nổi thành người. Quê hương nếu ai không nhớ, thank you.
trên phiêu bạt nơi phồn hoa cát bụi, đôi khi cánh cò xưa lạc vào giấc mơ tôi. Nước qua cầu thời gian trôi mau, nơi bền lâu áo em bạc thế, trắng mưa trên đồng, mưa răng lối nhỏ em về. Đất cùng ta trải bao nắng bao ngày mưa, đất ôm trọn kiếp người, mảnh đất quê hương ta. Bạn
chân lắm buồn khuya sớm mơ hơ. Đất thương người lẽ loi thân cỏ trên đồng, nghe gì rào đâu đó tiếng thi thầm của đất nỡ hơ. Tiếng dòng sông vỗ sóng gọi ta về đất bạc màu và vải áo em bạc thêm. Nắng nghiêng trên đồng xa xa lối nhỏ ai về. Đất mẹ ru lòng ta nỗi đau niềm thương. Nắng vẫn vàng trên đồng và gió như miên man. Xã Đại Hưng, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội đã chuẩn bị vào chương trình của buổi lễ khánh thành nhà thờ họ Nguyễn Đức. Ban tổ chức xin trân trọng kính mời các quý đại biểu, quý vị khách quý, con cháu nội ngoại của gia tộc họ Nguyễn Đức chúng ta có mặt tại nhà thờ họ ổn định vị trí để chương trình chuẩn bị được bắt đầu. Sau đây, ban tổ chức xin được thông qua chương trình buổi lễ khánh thành nhà thờ họ Nguyễn Đức. 1. Ổn định tổ chức. 2. Tuyên bố lý do giới thiệu đại biểu. 3. Diễn văn truyền thống của gia tộc. 4. Trưởng ban xây dựng báo cáo kết quả quá trình xây dựng nhà thờ họ. 5. Phát biểu cảm tưởng của những người con xa quê. 6. Trưởng họ phát biểu cảm ơn. 7. Các băng khánh thành. 8. Văn nghệ chúc mừng. 9. Tiệc chúc mừng buổi lễ khánh thành. Và sau đây chúng ta cùng đến với chương trình biểu diễn của câu lạc bộ Lân Sư Rồng Duy Nghĩa Đường. Một tràng vỗ tay thật nồng nhiệt để cùng chào đón câu lạc bộ Lân Sư Rồng. Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
quay. Chương trình buổi lễ đọc diễn văn truyền thống và báo cáo kết quả xây dựng nhà thờ họ xin được trân trọng giới thiệu và kính mời ông. Anh linh tiên tổ họ tộc Nguyễn Đức. Kính thưa các quý vị đại biểu cùng quý vị khách quý,
Thưa toàn thể các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác, anh chị em, con cháu nội ngoại họ tộc Nguyễn Đức. Hôm nay là ngày 17 tháng 3 năm 2024, tức ngày mùng 8 tháng 2 năm Giáp Thìn, là ngày lành tháng tốt. Trong không khí vui mừng phấn khởi với tấm lòng thành kính và sự biết ơn vô hạn tổ tiên ông bà cha mẹ của dòng tộc họ Nguyễn Đức, con cháu tụ tập về đây kính cẩn dâng hương tổ chức lễ khánh thành nhà thờ họ. Thay mặt ban xây dựng xin nhiệt liệt chúc mừng các quý vị đại biểu khách quý cùng toàn thể các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác, bà con hàng xóm, anh chị em, con cháu, dâu rể nội ngoại đã về đây chung vui cùng họ tộc. Xin kính chúc các quý vị mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Các cụ ta thường nói, cây có cuội mới nảy mầm xanh ngọt, nước có nguồn mới biển rộng sông sâu, trước có tổ tiên ông bà, sau này mới có thế hệ chúng ta. Với phương châm ấy đã đi sâu vào lòng mỗi chúng ta, với đạo lý uống nước nhớ nguồn, tri ân tiên tổ. Chính vì vậy dòng họ Nguyễn Đức mới quyết tâm đoàn kết đồng lòng xây dựng, mới từ đường họ tộc xứng danh với các bậc anh linh tiên tổ của mình. Nhà thờ họ là ngôi nhà chung của toàn thể mọi người trong dòng tộc, để mỗi khi Tết đến xuân về, hoa mai hoa đào tươi thắm lại càng thắm tươi hơn. Là nơi phụng thờ tưởng nhớ tri ân tổ tiên, là nơi con cháu hướng về sum vầy vào các dịp dỗ Tết, là nơi lưu danh các bậc hiền tài của dòng tộc. Từ đường họ Nguyễn Đức hoàn thành đúng tiến độ và lòng mong mỏi của toàn thể họ tộc đã đồng lòng đoàn kết đóng góp cung đức để hoàn thành nhà thờ họ khang trang cao giáo đẹp đẽ bề thế uy nghiêm, ấm lòng tổ tông mát dạ con cháu, là tài sản vô giá muôn đời để con cháu phụng thờ. Đúng là địa linh tụ khí xây lại tổ đường, tử tôn phụng thờ trường khâm phúc lộc. Hôm xây dựng nhà thờ họ, tuyên bố khai mạc lễ khánh thành nhà thờ họ Nguyễn Đức, chúc từ đường Nguyễn Đức chúng ta mãi mãi trường tồn, đời đời bền vững và hưng thịnh. Chúc quý vị đại biểu, các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác, toàn thể anh chị em, con cháu họ tộc lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Xin trân trọng cảm ơn. Các ông, các bà, kính thưa anh chị em, cô dì, chú bác, toàn thể họ tộc Nguyễn Đức, tôi xin thay mặt ban xây dựng báo cáo quá trình xây dựng, kinh phí xây dựng đến ngày hôm mùng 5 tháng 2 năm Giáp Thìn. Tôi xin báo cáo tóm tắt tổng số tiền xây dựng và tiền đóng góp, tiền cung đức của mọi gia đình trong họ tộc chúng ta. Thế còn chi tiết thì đến hôm dỗ họ thì báo cáo trong họ. Một là tiền đất là 365 triệu, tiền vật liệu xây dựng sắt thép xi măng 146 triệu, tiền gạch cát đá 120 triệu, tiền ngói gạch lát nền 79 triệu, tiền bê tông đổ mái đổ sân 40 triệu, tiền sơn tiền công 75 triệu, tiền cửa ô thoáng 90 triệu, tiền cửa nhôm hoa sắt 14 triệu 500, công thợ 370 triệu, công xây móng tường ngang bờ rào 35 triệu, công đắp tranh phát sinh 9 triệu, tổng số là 414 triệu. Vật liệu điện
bóng đèn 20.400.000, công thợ lắp đặt 6.000.000, tổng 26.400.000, chi phí điện lệ, chi phí lắp điện, lệ phí dây cột 3.500.000, khoan giếng 19.300.000, sắm lễ động thổ cất nóc 5.610.000. Tổng số cơm thợ, mời cơm thợ, cơm cất nóc 19.500.000, tiền dây điện bạn làm móng 3.000.000, mừng tuổi thợ và bồi dưỡng thợ hôm đổ móng 2.100.000, tiền xin cắt chữ nho 1.500.000, thuê cắt cây chuyển mộ 2.000.000. Nước uống, dầu lát gạch 3.800.000, tiền điện 5 tháng 1.610.000, tiền sắm bát nhang ngay 30.300.000, tiền lắp camera 3.390.000, tổng số kinh phí xây dựng là 1.483.790.000. Tổng số tiền cung đức là tổng số tiền cung đức đến ngày mùng 5 tháng 2 năm Giáp Thìn. Thế còn những hộ gia đình cung đức sau thì chưa tập hợp vào đây. Tổng số tiền tiền cung đức bằng tiền mặt là 562.500.000. Tổng số tiền cung đức bằng hiện vật quy ra tiền 206.300.000. Số thu kinh cộng dâu năm 2018 đến năm 2020 là 307.500.000, thu tiền lãi tiền gửi 17.500.000, tổng là 325.000.000. Thu tiền đinh năm 2023 523.000.000. Tiền các gia đình thành tâm cung đức 562.300.000. Tiền nhà chùa, tức là làm ở đây nhà chùa là lấy sắt thép xi măng để thuê thợ đổ dui là nhà chùa gửi trả 3.000.000. Tổng số tiền thu trong đó là có 9.000.000 tiền sắm hoành phi câu đối thợ là cung đức 9.000.000. Tổng số về phần thu là 1.422.500.000. Đối trừ thu đến ngày mùng 5 tháng 2 năm 2024, 1.422.500.000. Tổng chi phí đến ngày mùng 5 tháng 2 năm 2024, 1.483.790.000. Đối trừ đến ngày mùng 5 tháng 2 là còn thiếu 61.290.000. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, toàn thể cô dì, chú bác trong dòng tộc, tức là cái tiền kinh phí xây dựng đến hôm mùng 5 tháng 2 là tổng chi phí, tổng thu và trừ đi tổng chi là bây giờ còn thiếu hơn 60.000.000. Kính thưa anh linh tổ tiên dòng họ Nguyễn Đức, anh hình các anh hùng liệt sĩ trong dòng họ Nguyễn Đức, làng Hà Xá, xã Đại Hưng, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội. Kính thưa các quý vị đại biểu khách quý, kính thưa các cụ ông, các cụ bà, các bác, các cô, các chú, các anh chị em cùng toàn thể trai gái, dâu rể trong dòng họ. Hôm nay, dòng họ Nguyễn Đức của chúng ta long trọng và hoan hỷ kính cáo lên Đức Tổ tiên lễ khánh thành nhà thờ họ và làm mâm cơm cúng dỗ tổ ngày 10 tháng 2 âm lịch. Cháu rất may mắn, vinh dự là người con trong dòng tộc đang sinh sống xa quê được phát biểu cảm tưởng trong ngày trọng đại ngày hôm nay. Lời đầu tiên xin được chắp tay kính cẩn cúi đầu cảm tạ ân đức tổ tiên dòng họ Nguyễn Đức, đồng thời xin kính chúc các cụ cao tuổi cùng toàn thể thành viên trong họ lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Kính thưa toàn thể quý vị, sau bao ngày bàn bạc lên phương án để xây dựng nhà thờ họ, đã có biết bao ý kiến, biết bao trăn trở, lo lắng, song ban xây dựng đã phát tâm cùng các gia đình ở trong và ngoài làng, ở trong nước và ở nước ngoài đã quyết tâm huy động con cháu xa gần đem công sức
vật chất để hoàn thành nhà thờ họ đúng dịp ngày giỗ họ. Cháu là người con của họ tộc đang sinh sống và làm việc ở thành phố Hòa Bình. Thuở nhỏ được bố mẹ nuôi nấng cho ăn học và lớn lên rời quê hương đi công tác xa nhà lâu ngày. Nay về làng được dự lễ khánh thành thì rất lấy làm hãnh diện, tự hào vì họ mình đã có nhà thờ mới đẹp đẽ, bề thế và ấm cúng, đáp ứng lòng mong mỏi của mọi người. Sự kiện khánh thành nhà thờ không chỉ mang dấu ấn của một công trình kiến trúc đẹp mà sâu xa hơn là thể hiện sự tôn kính, lòng hiếu thảo với tổ tiên, ông bà, cha mẹ của mỗi người con trong dòng họ, trong mỗi gia đình chúng ta hôm nay. Tuy còn nhiều khó khăn, lo toan cuộc sống thường nhật, nhưng đã đoàn kết một lòng, phát tâm đóng góp xây dựng nhà thờ tổ, làm nơi thờ phụng tổ tiên, ai nấy đều vui mừng, hoan hỉ. Nơi đây sẽ là nơi linh thiêng để con cháu xa gần, nhất là những người xa quê, thành kính dâng hương, tưởng nhớ công đức tiên tổ mỗi khi trở về quê làng. Chúc sức khỏe dồi dào, an khang và thịnh vượng. Xin chân thành cảm ơn. Anh Nguyễn Đức Hiếu đại diện cho những con xa quê hương với những tình cảm đặc biệt, với những sự chia sẻ và đặc biệt rằng là với những lời cảm ơn cho sự quan tâm, đoàn kết một lòng để ta xây dựng một ngôi tổ đường rất là khang trang, uy nghiêm, là nơi để con cháu đi về để nhất tâm dâng lễ để cùng cầu mong cho mọi gia đình được bình an. Và một lần nữa chúng ta cùng dành một tràng vỗ tay thật lớn cũng cảm ơn anh ạ. Kính thưa các quý đại biểu, quý vị khách quý, trong buổi lễ khánh thành nhà thờ tổ của họ Nguyễn Đức, làng Hà Xá, xã Đại Hưng ngày hôm nay được đón tiếp sự hiện diện của các quý vị đại biểu, quý vị khách quý, những người con gia tộc của họ Nguyễn Đức trên mọi miền quê hương đất nước đã về đây chứng kiến và tham dự buổi lễ khánh thành trang trọng này. Được sự ủy quyền của đồng bác trưởng họ, xin được mong các quý vị đại biểu thông cảm ạ. Kính thưa các quý ông, quý bà, kính thưa các quý vị đại biểu khách quý cùng toàn thể họ hàng nội ngoại, thay mặt dòng họ Nguyễn Đức, thôn Hà Xá, xã Đại Hưng, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội, tôi xin kính chúc các quý vị đại biểu, các quý vị khách quý cùng toàn thể các thành viên trong dòng tộc luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và phồn vinh. Kính thưa các quý vị đại biểu khách quý, hôm nay ngày 17 tháng 4 năm 2024, tức ngày 8 tháng 2 năm Giáp Thìn, là ngày lành tháng tốt. Trong không khí tôn nghiêm và phấn khởi, với tấm lòng thành kính và truyền thống luôn nhớ về cội nguồn, tiên tổ, các bậc tiền nhân, các ông, bà, cha, mẹ, hậu duệ gia tộc họ Nguyễn Đức, làng Hà Xá hội tụ về đây kính cẩn dâng nén hương thơm và long trọng tổ chức lễ khánh thành xây dựng nhà thờ họ của dòng tộc. Trước hết, thay mặt toàn thể các gia đình, các thành viên trong dòng tộc Nguyễn Đức, tôi xin chào mừng quý vị đại biểu, các vị khách quý đã bớt chút thời gian quý báu của mình để đến đây chung vui cùng họ tộc của chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn. Biểu quý vị khách quý, kính thưa con cháu nội ngoại của gia tộc họ Nguyễn Đức, và ngày hôm nay tại ngôi nhà thờ tổ uy nghiêm, linh thiêng và trang trọng, chúng ta sẽ cùng nhau chứng kiến khoảnh khắc ý nghĩa nhất trong ngày hôm nay, đó chính là nghi thức cắt băng khánh thành nhà thờ họ Nguyễn Đức. Xin được trân trọng kính mời ban lễ tân chúng ta vào vị trí. Quý vị nào sẵn sàng đến với những khoảnh khắc vô cùng tuyệt vời với nghĩa chưa? Sẵn sàng chưa? Và chúng tôi xin phép được đếm lùi đúng không ạ? Chính thức toàn thể quý vị, khoảnh khắc tuyệt vời nhất đó chính là nghi thức cắt băng khánh thành nhà thờ họ Nguyễn Đức. Xin phép chuẩn bị 3, 2, 1, bắt đầu!
tuổi vừa xuân. Thank you.
Xin cảm ơn
ơn chị Hai Quan Họ đã cùng gửi tới toàn thể quý vị với một làn điệu Quan Họ Bắc Ninh, thì cùng cảm ơn và nồng nhiệt chào đón sự hiện diện của toàn thể quý vị trong buổi sáng ngày hôm nay. Kính thưa toàn thể quý vị, và ngay lúc này thì các nghệ sĩ sẽ cùng xin phép được tiếp cận gần hơn với vị trí các bàn tiền của toàn thể quý vị để cùng nâng ly gửi lời cảm ơn trước sự có mặt vô cùng tuyệt vời của toàn thể quý vị. Và xin được trân trọng kính mời chị cả chị Hai chúng ta cùng di chuyển vào vị trí các bàn tiền để cùng thay cho lời muốn nói đến từ gia tộc họ Nguyễn Đức để cùng gửi tới toàn thể quý vị với những lời cảm ơn chân thành sâu sắc nhất thông qua ngôn ngữ âm nhạc với những giai điệu âm nhạc tiếp theo. Xin được trân trọng kính mời. Thank you.
anh hát tặng em câu ca quan họ yêu nhau cười áo cho nhau. Ngoài Bắc mùa này đã trổ hoa câu, trong Nam bây giờ hoa bằng lắng tim nở, hoa cử chuyện tình yêu ngọt lịm khi trăng lên ngồi tựa mát buồn. Anh với em quê ở hai miền, anh ở sông Điền em vui quan họ, nghe tiếng đàn bầu ta sinh lại gần nhau, nghe âm tiếng đàn ta ở cạnh nhau. Trăng soi rừng tràng, trăng sáng trên đồng lúa, bỗng thấy lòng mình nặng câu thương nhớ. Người ơi, người ở đứng bên. Trăng soi rừng tràng, trăng sáng trên đồng lúa,